Phan Lê Vi nha. Kinh nghiệm rất lâu năm thì không vấn đề gì nếu như Hương Ly Đan nha. Thêm một lượt cấm nữa. Và đúng như vậy thật, tại vì kể cả BSC ở trong cái cuộc phỏng vấn ra mà giúp mình được mà ăn mừng lớn như vậy thì đã quá. Đó thoải mái thì cả đội thì đó thoải mái. Cạo xong rồi, cạo xong rồi chụp bộ cosplay đường tăng. Ở phòng bốc xịn luôn. Cắm mà thôi. Đồng ý với anh Trung, và rõ ràng PSG đang đánh giá rất là cao River, bởi vì River có lẽ đang là đầu tàu của 100 trip. Thì bây giờ là PSG họ sẽ là đội tuyển được pick trước ở trong cái loạt pick này. Và có scan hơi không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Còn nếu như mà muốn lấy vị tướng đầu tiên thì có lẽ rằng là có ở đường giữa hoặc là đi rừng. Bởi vì nếu như mà lấy Jack hay là con gì đó thì vẫn có thể sẽ có counter ở trên được. Và quyết định của PSG lấy con Oriana này và để xem lời đáp trả của đối thủ là gì. Không muốn một pháp sư kiểm soát khu vực đường giữa, người sức mạnh có thời điểm cấp độ 6 hoặc là một trang bị. Mapple mà lại first pick Ori hả? Khả năng dẫn thú vị. Có và hỗ trợ rừng của mình rất là dễ dàng. Còn nguyên con Syndra không sợ. Scanner là một sự lựa chọn tôi nghĩ cũng rất là ổn, nhưng rõ ràng là ngày hôm trước khi mà Chuyên Gia dùng nó không hiệu quả lắm thì chơi cái kèo đó không? Đứng ngay cạnh Georgia đã hỏi rằng chơi kèo xin rào hay lập lăng có thể chém bích sâu đi có vẻ như sẽ ổn hơn chút xíu, mặc dù rừng đã bị loại bỏ khá là nhiều rồi. Cá sấu nhìn giống lập lăng lắm á. Thì họ chọn cho mình đầu tiên đó chính là rễ tình khu vừa ở trên, một sự lựa chọn mà trong cái vòng play này đang cảm giác là cái lượng tướng rất là vị tướng rất là OP nha. Đồng ý, chúng ta cũng thấy hồi nãy Smith gánh tới cỡ nào rồi đấy. Mặc dù cái lượng trang bị của Smith cái thời điểm đó không phải là những lượng trang bị theo kiểu là anh ta gọi là heo hả, cá sấu heo gì lẹ, nhưng anh ta cái việc gì là đủ để có thể khiến cho đối phương gặp nhiều vấn đề. Heo lợp lăng hả? Chắc là không phải lợp lăng đâu, nếu mà đánh heo không phải lợp lăng đâu. Rễ tông này luôn, họ quyết định lấy xe Juni thì các bạn phối hợp với lại con rễ tông này cực kỳ khỏe khoắn. Và như đã nói khi Junja cảm giác là xe Juni mỗi hit dành cho con bài Scanner này thì nó đã được xuất hiện ở trong bảng đấu này luôn. Đồng ý với anh Trung, thực ra thì cặp đấu cặp đôi cả xấu cùng với cả con xe Ju á mới là thứ mà chuộc lỗi em quyết chuộc lỗi cặp đấu trước, do đó quyết định của họ là cặp đôi này luôn. Còn bên phía PSG là Akali, là gì đó là Scanner. Akali nhìn ngon hơn, Akali nhìn ngon hơn để có thể tại vì có con cá sấu sau của bàn thi đấu và cuối cùng là pháp sư Scanner có thể cover dành cho được cũng được, đánh theo kiểu dễ chơi cũng được, ra khỏi vùng mà có thể ảnh hưởng đến vị trí sát thủ của mình. Còn Wanna Thief thì lượt lựa chọn tiếp theo của họ đó là một con Way, như vậy hai pháp sư ở trong bàn thi đấu này đều là pháp sư mang tính kiểm soát nhiều hơn. Nhưng mà trước đó có những cú nhá như là Vex hoặc là Kali thì cảm giác là sẽ hơi khó dành cho một cái ván đấu mà Quyết muốn dùng những vị tướng để lao vào. Bên phía bên kia có Scanner, bạn lao vào bạn chẳng khác nào đứng trước mặt chiêu cứu của Scanner vậy. Cho nên họ đưa ra sự lựa chọn mang theo hướng đánh kiểm soát là nhiều hơn như anh Lâm vừa nói. Bây giờ thì cả hai bên còn cùng thiếu khu vực đường dưới. Trước đó thì chỉ có mỗi Ash bị cắm vị trí xạ thủ mà thôi. Bây giờ thật ra đường dưới này cũng rất là mở. Khi mà hơn tiếp thì họ đang bắt đầu nhắm tới việc là cắm. Có, chắc chắn. Tại vì cái lá thăm á, nó không kiểm soát được, cho nên là mình nghĩ là chuyện mà phải loại nhau á vẫn có khả năng xảy ra giống như năm ngoái vậy đó. Tương đối đơn độc trong cái việc là sử dụng cái lệnh xung quanh. Đồng ý là có thể sử dụng vào Scanner, nhưng như nói cái điều kiện cần thiết, tức là nó không hẳn là cái đội đó nó sẽ là đội yếu. Bắt buộc phải. Nhưng mà tại vì cái lá thăm mà nó xui quá, nó bị nội chiến nhiều quá thì nó cũng có thể văng sớm. Giúp cho Rihanna dễ dàng hơn trong việc sử dụng chiêu cuối của mình. Còn quan sát để coi là họ nghĩ rằng là vị tướng nào sẽ là vị tướng có thể phối hợp tốt. Tại vì trừ vòng 1 ra thì vòng 2, vòng 3, vòng 4 các vòng sau của một thị sĩ thì không có né cùng khu vực nữa. Cùng khu vực vẫn gặp nhau bình thường, chỉ có đã gặp rồi thì không gặp lại thôi. Ví dụ như là Zeke chẳng hạn có thể sẽ được xuất hiện, để xem quyết định đến từ Wanna Thief cùng với cả PSG sẽ là gì đây. Luật cấm đến từ Wanna Thief đó là một con Nautilus. Bởi vì rõ ràng ở ván thi đấu này support mở sẽ được. Tất nhiên nếu mà đánh theo kiểu mà vào được hết cũng có luôn. Nhưng mà nếu nhưng mà nó sẽ khó, mình cứ kiểu là vào được hết thì sẽ khó, thế nào cũng phải lủng lại một thằng. Khiến cho đội hình rất hết sức là một lý. Ít nhất là lủng lại một thằng. Hai bên là thần là chấm chiều thuần nha. Sejuani thêm Kalan Scanner nữa thì nếu đội hình bạn quá nặng sẽ thương phép như thế thì đội hình đối phương rất là dễ lên trang bị. Cho nên vẫn khả năng khá cao sẽ là những xạ thủ thường mà thôi. Để xem xạ thủ hai bên chọn sẽ là cái gì. Varus, những bữa đầu tiên thì Varus không xuất hiện. Đúng. Nhưng đến ngày thi đấu cuối cùng này thì bắt đầu đưa vào thế khó thế này, Varus xuất hiện đến từ phía của Wanna Thief. Trong khi đó thì ở phía này thì Jin là một sự lựa chọn tôi nghĩ là rất là ổn. Bạn giữ phía đối phương từ đằng xa, bạn có thêm khả năng gây sát thương từ phía ngoài. Thêm cái bậc chiêu cứu làm chậm đến từ Jin giúp cho khả năng tấn công của Oriana và Scatter nó dễ dàng hơn. Nó sẽ đòi hỏi giveaway. Đồng ý là cái cách vận hành của nó vẫn cho nhân viên hoặc là làm sự kiện tặng cho fan. Việc mà bạn có thể tận dụng được tốt cái R của Na nó rất nó sẽ đòi hỏi rất nhiều về cái khả năng giữ được cái mức độ nổ của bạn. Nếu như bạn giữ được mức độ nổ không tốt, đối phương dễ kiểm soát được nó thì cái việc ra vào đến từ Wanna Thief sẽ dễ hơn. Còn ngược lại nếu như BC làm tốt nhiệm vụ của mình thì chắc chắn đối phương sẽ bị đưa vào bên trong một tư thế khó để chỉ có thể nhìn vào đội hình này đến từ Wanna Thief. Đây là một đội hình mà hai vị tướng gây sát thương phía sau rất kém cơ động. Na mà nhảy đẹp gom được vào cho Rihanna xoáy một phát thì cái sân khấu thần đến từ Jin nó đúng với cái lời của nó là một sân khấu tự thần. Biết gì yeah, biết gì thắng rồi. Yeah. Hay quá, hay. Đó rất là thuận lợi dành
còn chúng ta thấy là hai xạ thủ này không cần quá nhiều tài nguyên và cần nhiều cái sự ưu tiên. Là Woody nó lấy con bò rồi. Đang nhám vào Yumi, liệu có phải là con mèo này hay không đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Yumi chắc. Rồi, quyết định là thằng Junja nó không xích con bò được nữa rồi. Và có lẽ như là tâm điểm và tiêu này sẽ nằm ở cánh trên, đặc biệt đứng trên và hai người trên rừng. Chứ không ai chơi game mà Jin với lại con bò cả. Mà mày biết gì đã ngăn chặn thằng Junja xích con bò lại bằng cách lấy Alistar. Giúp ai chịu lợi thế sớm. Và thông thường là cấp độ 3, cấp độ 4 Junja là khu vườn trên. Ở cái ván đấu vòng tay Weber nha. Mình là Junja cũng lên khu vườn trên tạo những lợi thế rất là lớn dành cho phía ai chưa. Để kể từ đó tận dụng tốt lợi thế. Combo này ít ai chơi lắm các bạn. Combo Jin với Alistar hết. Đây là chủ yếu lấy để cho thằng Junja nó khỏi xích con bò lại thôi. À chứ, nói đầu xích con heo được không? Xích con heo được mà. Xích con heo được. Đội hình này của bên phía Hinner Thief xích con nào cũng được hết nha. Một là ăn xong ba bãi lên đường trên, hai là xong phong xong. Chứ nếu như để mà bên này nó lấy con bò thì là chắc chắn là bên phía BG thua. Còn lại thì năm con này của bên phía Hinner Thief thì thằng Junja xích con nào cũng được. Con heo càng tốt các bạn. Cạnh tranh mục tiêu xích con heo với con heo trước ngon liền. Mà tất cả chúng ta đang mong đợi để xem là BCS hay là khu vực LCS có đội đi vào. Và hãy cùng đến với hai bình luận viên chúng ta, xin mời anh Hải. Này em có donate anh thấy chưa? Vâng, xin chào mừng các bạn đã đến với cặp đấu cuối cùng của vòng khởi động Chung kết thế giới 2024. Đây đã là cảm cặp đấu cuối cùng. Này em phải nghĩ sao về duo Viper Binet mà thôi. Một hai nó như không có thân nhau lắm đúng không? Khi mà PCS thì ở chung phòng mà nó có thân nhau không? Khi mà mình thấy tương tác của hai nó bị ít ở trong những ngày thi đấu trước. Và bây giờ gánh trên vai trọng trách của cả khu vực PCS đó chính là PG Talent. Và bên phía bên kia thì cuộc chiến về mặt gọi là thân nhiều không? Của người NA và LEC thì bên phía của LEC đã có 3 đại diện rồi. Đúng NA rồi. Đang chờ đợi đại diện thứ 3. Năm ngoái à, vòng tay là cái vòng tay của Binet tặng cho Viper hay Viper tặng Binet? LEC đã nằm dưới NA hơi nhiều. Và đây chúng ta cùng đến với những diễn biến ban đầu của ván thi đấu này để xem Ngọc tái tổ hợp nó sẽ như thế nào. Lá thiên thạch dành cho Maple và bên phía bên kia cũng là như vậy, nhưng Varus sẽ là một Varus sẵn sàng tấn công, sẽ theo thiên hướng là đánh tay. Đánh tay mà thôi. Khi chắc hai thằng nó mình kiểu cái kiểu mình có cảm giác là cái kiểu của tụi nó tư duy hơi giống nhau một tí. Và đánh ta lấy được thành công. Nó thuộc dạng người thực tế. Ổn của Maple. Với thiên thạch biển của mình. Hai nó thì mình cảm giác là nó cái kiểu của nó giống như cách mà nó hơi trả lời phỏng vấn hay là ý kiến nào các thứ, mình cảm giác hai nó là người thực tế. Vâng, và bây giờ chắc là hợp nhau ở điểm đó. Các bạn có thể xem theo dõi những cái sóng livestream này bằng cách là đăng nhập account của mình vào trang lolesport.com và xem ở trên đấy thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được những phần quà. Không ngon rồi, hết bò cho nó xích rồi. Có những cái mục tiêu bị cướp Baron hay cướp rồng ngàn tuổi nó không còn bò cho nó xích nữa. Với những cái biểu tượng những cái biểu cảm xuất hiện và qua đó Pentakill cũng sẽ có và thi thoảng các bạn sẽ được random những cái robot đó luôn. Rồi. Đây cũng là những bước di chuyển để xem có phải là random hay không đây. Khi mà đang có những cái thành công bước đầu rồi, lấy được bãi chim của đối phương. Và Sniper thì cũng đang phải di chuyển không đường giữa khi mà những cái động thái đến từ PSG là đảo đường. Những cái bước di chuyển cũng quen thuộc mà thôi. Khi mà đảo đường ở thời hiện tại nó không còn nhằm mục đích là để bóc lớp kim trụ nữa. Nó chỉ đơn giản là né những cái kèo khó ở trong khoảng trường 3 cấp độ đầu tiên. Nhưng đây sẽ là một cái pha xử lý đảo đường không thực sự tốt đến bên phía của One Thief. Bình thường chúng ta sẽ nhìn thấy là hỗ trợ sẽ ra đường giữa để lấy cấp độ 2 và sau đó là đi vào rừng kiểm soát tầm nhìn của đối phương rồi sau đó di chuyển xuống cánh dưới. Nhưng vấn đề ở đây là One Thief đã để bộ đôi hỗ trợ và sẵn không ít đâu, mình tính khí rồi. Của mình từ trước đến giờ không có thay đổi nhiều lắm đâu. Nhưng mà nếu mà để giải thích mà nếu như bạn nào cảm giác là dạo này mình cọc nhiều hơn thì câu trả lời là vì các bạn xứng đáng. Cũng lấy đi cái cấp độ 2 của Udi. Bây giờ Udi nhưng mình cũng không có cảm giác là mình vô lý lắm đâu. Can thiệp được, Sniper sẽ đứng chặn. Đây có thể là một cái pha xử lý mà bên phía của PSG sẽ bỏ qua cái việc là xuống cánh dưới chống băng trụ bởi vì sẽ không có ai xuống phòng thủ ở cái trụ này cả. Như vậy sẽ là rất nhiều lớp kim trụ của đường dưới này dành cho Tomo, Sniper và Ayla. Đường dưới thì kiếp khiên trụ không bị tác động quá là nhiều khi mà những cái gọi là chỉnh sửa đến từ Riot Games nó chỉ hướng. Ủa không swap lại hả? Nhìn tốc độ và khả năng bốc nước khiên trụ ở cánh trên và cánh dưới thì chênh lệch hoàn toàn là khác biệt khi mà đường dưới gần như là hát lực khiên trụ đến từ One Thief rồi. Trong khi đó đường trên chỉ là nỗ lực để không có kiểm soát hành vi nha. Tại vì Wiscan nó bị lỗi á. Bây giờ khó theo Donate cực kỳ luôn. Sẽ hơi khác một tí bởi vì đấm nhau sớm. Quan trọng hơn hết là đấm nhau sớm, loạn chiến sớm. Loạn chiến sớm. Loạn chiến sớm, con bò vẫn sống. Con bò câu được tấm miếng rồi. Sẽ là người nằm xuống, có cứu cánh đến đây. Không cứu được. Nhưng mà không cứu được anh ta rồi. Trao đổi 1 đổi 1 và ai 1-1 thì BSG lời. Vòng rừng trên được đảm bảo. 1-1 là BSG lời. Và xử lý biến số rất hay đến bên phía của PSG. Rất nỗ lực đến từ bên phía của PSG để họ không bị thua thiệt
và mất quá nhiều cánh dưới trong nhịp vừa rồi. Junja, anh ta có được cho mình điểm 9 công đầu nhưng để lại đó chỉ là một bước đi mà thôi. Mục tiêu tấn công đến từ bên phía của Wonder Thief cũng là rất cố gắng, khi đó là một con Alista ở cấp độ 2. Những cái khả năng chống cự đến bước đi cũng là rất tốt. Và đó lý do vì sao mà hai nhưng mà nó mất bao nhiêu lớp giáp trụ vậy? BG mất 2 lớp giáp trụ. Vấn đề bây giờ đã trừ level 4 rồi, anh ta là một chất 2 lớp giáp trụ, thằng sniper là thằng sẽ bị thọt nè. Con cá sấu bị thọt nè. Được rồi. Và Ayla đã có một tình huống có lẽ là giữ cho Tomo biến về mà thôi. Nhưng Tomo vẫn ở lại và Achu ngay lập tức sử dụng cú nhảy của mình để về. Trao đổi thế này rõ ràng là lời cho bên phía của PSG. Bởi vì thứ nhất, điểm hạ gục của họ là điểm hạ gục vào ở trong khu vực rừng. Và người mất đi là con hỗ trợ. Trong khi đó bên phía bên kia, người mất đi là River. Cảm ơn Angel nha. 1 giờ sáng nha, dự kiến của mình là tầm 1 giờ sáng sẽ bốc thăm nha em. Anh ta là chất tướng Rayton tay ngắn, anh ta không đe dọa được Betty và cũng đang bị Betty cấu đi rất nhiều máu và phải về thêm lần nữa. Bây giờ đi rồi nha. Tại sao biết gì lời mặc dù đổi 1-1. Đây, nạn nhân đây. Như là hai cấp độ đến từ sniper, Sora chưa bị phía kia là gần có cho mình cấp độ 5. Sniper thì từ nãy giờ mới chỉ là cấp độ 3. Cá sấu mà không có lợi thế early game là rất dễ cút nè. Đường dưới thì đóng băng trụ và khiến đóng băng lính và khiến cho Achu không thể tiếp cận với độ 5 ở thời hiện tại. Một nhịp di chuyển từ Ayla và giúp cho sniper cuối cùng cũng đã tiếp cận được với những con lính ở cánh trên rồi. Và sau nhịp này thì tôi nghĩ rằng hai bên sẽ ai về nhà đấy hay không đây. Khi mà Achu tiếp tục đẩy ở đường dưới. Còn đường trên thì Betty bấm bên về luôn. Đây là có một khoảng thời điểm mà Achu sẽ đi với cả con Varus này tiếp. Họ sẽ đảo đường cho đến nó sẽ làm cái đội hình của bên phía Hunter Thief nó vận hành không được tối ưu. Khi mà cái điểm mạnh nhất của cá sấu là giai đoạn đầu và mid game thì bây giờ con cá sấu nó thọt banh quá. Gọi là cút luôn thì cũng không tới 100% là cút luôn, nhưng mà nó bị ảnh hưởng tới cái ngưỡng sức mạnh nhiều á. Thậm chí là đoạn giữa nó sẽ khó đánh hơn. Anh ta sẽ là người chủ động tấn công của Tomo, ép cho Tomo phải ở trong trụ, không thể di chuyển lên cánh trên. Thì đội hình của One Runner Tip rất khó để đánh những cái bãi sâu đầu tiên. Sniper thì level 4 gần như là không kịp lên cấp độ 6 khi mà bãi sâu này xuất hiện. Chắc chắn là như vậy rồi. Và ý định đến từ phía PSG đang là rất rõ ràng. Họ sẽ không để cho đối phương. Bây giờ PSG sẽ đánh làm sao là khai thác được tiếp một quả sáu này được nữa thì quá ngon luôn. Như là Varus có được những con sâu không đầu tiên. Và kế hoạch đó vẫn đang được triển khai một cách tương đối là ổn. Có phải là vừa hụt xe mà trong một cái tình huống mà cả anh ta chỉ mất tiền thôi. Kinh nghiệm thì sẽ có và không ảnh hưởng nhiều lắm. Thì anh ta vẫn đang là người có được cấp độ cao nhất trên toàn bản đồ. Sâu không như đã nói đang được kiểm soát đến từ PSG. Và câu trả lời từ Anthony là gì đây? Chưa có một câu trả lời nào. Đó, khó vận hành, khó vận hành. Bây giờ 100 hạng cấp bị khó vận hành. Thêm cả Ela nữa. Khả năng kiểm soát mục tiêu đang là tương đối tốt và bây giờ thì Junjai sẽ ăn được con sâu đầu tiên mà không cần phải mất trừng phạt, đảm bảo cho mình là hai con sâu, thậm chí là lúc này hất được Ela lên. Nhưng đó là một cú xoáy hụt của Maple. Và bây giờ thì River đang tấn công với Junja kết hợp với cả Ela. Nhưng phát vẽ vừa rồi là quá đẹp đến từ Betty. Solo kill kìa. Thì Achu đã dứt điểm được Tomo rồi. Tomo coi phim hay gì á? Con Na này và bây không giờ tốc biến vì con Na dí chết rồi. Một sâu họ mất một điểm hạ gục và họ không lấy thêm được gì hơn cả. Bên phía của PSG có được những con sâu đầu tiên, có được con sâu nhiều kinh nghiệm nhất dành cho vị trí của Junja. Đường dưới solo kill thành công đến từ lợi thế về mặt kinh nghiệm của Achu khi anh ta là người solo lên. Khi bên phía bên kia Tomo và Ela chia nhau kinh nghiệm từ đầu tới cuối. Một tình huống xoáy trượt ở Maple ở cánh trên. Rất may mắn là vẫn được gọi là không ảnh hưởng gì quá nhiều khi cánh dưới Achu xử lý tốt. Và để xem lại đây có phải tình huống solo kill không đây. Có. Và đó là một con nà canh nộ rất tốt đến từ Achu. Không có tốc biến sao chạy. Nhảy hai lần liên tiếp. Và sau đó là đánh từ nhà tới trường mà thôi. Tomo cấp độ 5. Chạy đi đâu cho khỏi nắng bây giờ. Mà Achu có giày mà. Tôi đã nói là Achu có giày bên kia làm con Varus. Chưa mua giày thì chẳng có cách cấp nào. Cấp 5 không có giày. Không tốc biến. Cúc thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là Tomo mới lên cấp độ 6. Là quá trễ. Trong khi đó sniper bây giờ nhìn lên 30m. May ra mới thấy được đôi chân của Achu. Bởi vì anh ta bên kia là cấp độ 7 của một con Na rồi. Một cái khả năng đánh xoay xung quanh mục tiêu là vô cùng tốt đến bên phía của PSG. Những con sâu này thực ra nó đem lại lợi thế về mặt kinh nghiệm, về mặt sát thương lên trụ. Let game đội nào khỏe hả? Nếu phải đánh tới tận tầm 35 cộng thì mình nghĩ Hundred Thief ổn thôi. Khỏe cũng không biết là khỏe không. Nhưng mà BG mình nghĩ là nó sẽ đánh ở đoạn mid game nhiều á. Điều kiện thắng của BG ở đoạn mid game. Và Junja bây giờ có cấp độ 6 rồi. Nếu như để tới late game thì BG sẽ khó. Bộ đội hình dưới của BG là hơi khó nha. Ela cấp độ 4 không có chiêu cuối. Và bây giờ thậm chí là 3 đánh 3 có cả Woody ở đây. À có chứ, mình có ăn vặt lát nữa. Hết ván này đi.
của Junjia bây giờ bắt được là River. Nhưng lúc này thì sao, Woody cover những người đồng đội của mình về mà thôi. Junjia đang rất thấp máu rồi, có cả Quid ở đây nhưng khả năng cấu rỉa của anh ta ở thời điểm hiện tại này là chưa đủ. Junjia có cái W của mình, có khả năng hồi phục đến từ Woody và không có gì xảy ra cả, thêm một lớp khiên trụ cho bên phía 100 mà thôi. Như vậy là đổi chiêu cuối mà thôi, chiêu cuối của Junjia đổi lấy chiêu cuối của River, chứ không có một cái điều gì đó nó quá đặc biệt xảy ra không đứng dưới cả. Mặc dù là Quid tận dụng tốt cái nhịp mà anh ta đẩy trước so với Maple để có thể hỗ trợ đồng đội của mình, nhưng khi mà tín hiệu tấn công đã không còn nữa thì ta cũng đơn giản là lùi về mà thôi. Bây giờ thì Woody sẽ hỗ trợ cho Achu. Hai thằng này vui tính ngang nhau mà. Trong khi đó, nếu mà xét về độ vui tính thì là Hunter với lại Beerzy ngang nhau nha. Khá là linh hoạt. Bây giờ anh ta sẽ xuống đường dưới luôn và tạm thời để cánh trên không ai phòng ngự cả, nhưng Achu có dịch chuyển. Chính xác như vậy, anh ta sẽ biến về mua đồ và sau đó dịch chuyển ra. Con rồng này sẽ thuộc quyền kiểm soát của bên phía PSG khi mà Junjia ta ăn rừng trên trước và sẽ di chuyển cùng với Maple. Cái pha di chuyển vừa rồi của Quid nó sẽ tạo lợi thế cho Maple được farm thêm, có thêm những cái kinh nghiệm ở khu vực đường giữa này và tạo thành một thế lính đẩy dành cho bên phía PSG ở thời điểm hiện tại khi mà Junjia đã bắt đầu xuất hiện ở cánh dưới. Hoàn toàn sẽ kiểm soát con rồng mà thôi. Con rồng đầu tiên ở ván đấu này là một con rồng nước, một con rồng thực ra vẫn rất ngon nếu mà bạn có được một con ở giai đoạn ban đầu, bởi vì nó gia tăng cái khả năng đi đường của bạn rất là nhiều. Chính xác là như vậy. Với một đội hình không có nhiều lắm về khả năng hồi phục đến từ bên phía Wonder Thief thì con rồng nước này sẽ là một con rồng cực kỳ ngon nếu như họ thực sự là muốn. Nhưng ở thể hiện tại thì chưa bên nào muốn cả. Mặc dù không đường dưới và không đường giữa thì bên phía của PSG đang có tương đối nhiều lợi thế. Sự tập trung của Junjia và River vẫn đang hướng lên những con sâu ở cánh trên. Trình độ thắng của cả hai đội đều nằm quanh những con sâu không này. Với một đội hình không có khả năng đẩy trụ quá là mạnh, rất cần sâu đến từ PSG. Kèo đó thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào kỹ năng với lại thằng rừng. Đã di chuyển trước đến từ Betty. 100 Thief có sniper ở thời điểm hiện tại gần như là bó tay bó chân rồi, các bạn không thể làm gì được cả. Khi mà đường trên của mình mới cấp độ 7 và anh ta chưa có được món đồ đầu tiên. Cái khả năng tấn công của bên phía PSG ở thời điểm hiện tại là rất mạnh. Một tình huống hàm nha kinh hãi không trúng. Ayla vẫn chưa có cấp độ 6. Đây là một điều rất quan trọng. Anh ta đang cố gắng ăn phế được con cá sấu thế ăn sấu sâu dễ không? Và như vậy là con sâu thứ 3 đã dành các thành viên bên phía PSG rồi. Họ chỉ cần sử dụng trừng phạt để ăn con sâu thứ 4 này là xong. Vâng, một tình huống hình như là chưa trừng phạt đến từ Junjia. Nhưng lúc này River đang muốn tấn công. Woody có cấp độ 6 nha. Betty đang tấn công và Ayla. Hả? Tiếp tục là một tình huống lao vào River. Có đang muốn vậy mà đánh cuối nhưng đã không giữ được ai cả. Betty đang nhấp nhả với cái tốc độ di chuyển đến từ cái cú đạn thứ 4 của mình. Là mình có đam mà đánh đi về thôi. Năm sâu ở bên phía của PSG họ không mất gì cả. Maple xuống cánh dưới thì đè cá sấu ra đánh mà thôi. Không mất gì cả và thậm chí không mất cả chiêu cuối luôn đến từ bên phía của PSG. Và Maple cũng không cần phải có mặt trong nhịp vừa rồi. Đó là cái sự áp đảo đến từ khả năng macro đầu game của PSG. Khi họ đảo đường tốt, họ khắc chế được con Byrekton này để khiến cho kế hoạch đánh ở những con sâu đầu tiên của bên phía Wonder Thief bị phá sản hoàn toàn. Để xem với những cái lời đáp trả đến từ bên phía của PSG trong cái cách họ đảo đường thì Wonder Thief sẽ xử lý như thế nào đây khi con Byrekton bây giờ đang là quá yếu rồi. Một điểm sáng cho đội hình của Wonder Thief đấy là Tomo anh ta được hưởng rất nhiều tiền đến từ điểm hạ gục đầu tiên, chiến công đầu những lớp khiến trụ. Bây giờ anh ta vẫn đang là người dẫn tiền so với các thành viên bên phía của PSG. Nhưng đây là một pha mà kiểm soát vừa ăn con cua, vừa ăn được con rồng. Bỏ cạp ăn rồng hơi lâu nha. Là một rồng, nó là một cái early rất khỏe đến bên phía của PSG. Họ ai đó ra phụ Junjia áo xíu rồi kìa. Chơi. Khi mà Na bắt đầu có đồ tạo thành một cánh đẩy lẻ thì hơi cá cực sống nha. Của sniper sẽ không đi được. Và bây giờ có biến về không cho nữa. Ủa ôi, chơi này chơi thế thì không cho ăn xe, không cho biến về mà chỉ cho hưởng những lính nhỏ thôi. Còn được đây thì sao nào? Đây là một pha mà vẫn ok, vẫn ăn được, vẫn ăn được, vẫn ăn được. Từ Junjia. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. Cầm được vào người của Quid. Con tốc biến. Và hàm nhà kinh hãi không trúng Betty. Junjia thoát với một pha rất ảo. Rất là hay. Xạ thủ đấy là Betty. Nhìn nó hơi ghê ghê rồi nhưng hay nha. Xạ thủ hiện tại đang rất là linh hoạt khi mà có xạ thủ carry giống như Titan ở trong những ván đấu trước của Pen Gaming. Còn bây giờ thì Betty đóng vai là một xạ thủ nó tham hỗ trợ đồng đội từ xa. Ý là thằng Betty đánh rất là tham, không ba len của nó vẫn có người đẩy, tức là nó vừa muốn đẩy lính, nó vừa muốn ăn rồng cho nó để con bỏ cạp ăn một mình. Ơi lâu ơi là lâu, cuối cùng ăn vẫn được, cũng hay, cũng hay. Tham nhưng mà không bị thâm, dành cho bên phía vẫn hồng hào. Và lượng tiền lớn nhất đang tập trung ở Achu, một trong những điều kiện thắng mà bên phía PSG đang sở hữu.
Tomo thì anh ta hưởng được rất nhiều lớp kiến trụ nên anh ta đang là người giàu nhất trên bản đồ này. Nhưng cái vấn đề ở đây là đội hình của PSG rất khỏe. Hình như là em chưa coi cô stream của anh trên kênh VZ bao giờ đúng không? Trong khi đó Jin lại là một tướng cần rất ít tài nguyên thời điểm hiện tại, chỉ cần lên 2 slow là đại bác cộng với cả giao điện là có thể gia tăng. Donate một cái là biết người mới xem. Trong khi đó con Varus này, tôi phải nói thật là kể cả nó có đồ đi chăng nữa thì tốc độ đẩy của nó không thể nào bằng một con Jin có giao điện được. Chính xác. Ở thời hiện tại thì kể cả về khả năng giao tranh tổng nữa thì 14/18 chưa phải là phiên bản mà nhịp độ chết người được quay trở lại, cho nên Varus tốc đánh cũng không thể nào có được một cái sự bùng nổ về mặt sát thương gọi là theo thời gian trong giao tranh tổng. Cho nên ở thời hiện tại nó không phải là một cái sự lựa chọn gì đâu. Ngày nào cũng xem. Mặc là câu chuyện HD, HD nào ở đây? Tomo vẫn là điểm sáng mà thôi. Cần HD gì nữa? Bảo vệ cho anh chàng này. Còn đứng giữa thì kể từ khi mà Betty ra đây nắm giữ thì Quýt không làm được gì quá nhiều trước Betty cả. Tại vì bên Bizet để bitrate thấp nửa cây máu trước khả năng cấu rỉa của Betty. Cho nên là mình có bật full HD thì tới lượt các bạn coi lại cái cool stream này nó cũng mờ thôi. Còn nếu như mà bịt lỡ là eSports thì nó sẽ rất là rõ. Nhưng bây giờ thì Quýt đang biến về để hồi phục và sẽ là một tình huống chói lẹp đến từ Betty. Này khổng lồ. Quá đẹp. Hất được hai người đến từ Woody. Bên này giáp cầm được một người và đó là viên đạn thứ tư. River rất thấp máu. Lúc này cú xoáy đẹp đến từ Maple. Cứu cánh đã không được, hợp loạn. Bên gì thắng ván 1 mà thôi. Tiếp tục với điểm hạ gục nữa và bây giờ là Quýt. Mướt mát luôn, trời ơi. Lái ra và triple kill dành cho Maple. Nhìn không biết ai đánh bò cạp luôn á. Khởi đầu quá thuận lợi dành cho bên phía của PSG rồi. Như hai người khác nhau không? Nếu như không muốn nói là nếu như PSG làm tốt cho phần còn lại thì đây có thể là bước ngoặt của ván thi đấu. Ngày hôm nay mình nghĩ là hàng tiền đạo sẽ làm tốt nha. Một con Jin bàn thắng dành cho rất gì và liên tục là Junja, Woody, Mike. Một solo kill ZK nha. Như hai người khác nhau đánh bỏ cạp không? Đường dưới đến từ bên phía của Watertip. Tomo bị hất văng về, River bị khóa chân bởi giam cầm. Thì làm gì còn ai, làm gì còn sát thương để cho Tip có thể đánh trả nữa khi một quyết dịch chuyển lên. Và tất cả mọi thứ là tan vỡ hoàn toàn đến từ hạt giống thứ 3 của anh ấy. Vẫn là những tình huống vẽ từ xa rất hay. Hai cú vẽ của Betty đem về hai pha chói chân. Trong khi đó một cú xoáy hai người dứt điểm luôn. Người xanh nhất đội hình của One Tip là Tomo. Chênh lệch về tiền nhanh chóng được đẩy lên con số là 4.300 tiền ở trong giai đoạn này dành cho bên phía của PSG. Wow. Và đó các bạn có thể nhìn thấy PSG đánh hay như này, lỡ mà vô trong nhớ lấy giùm cái Hanwha Esports cho Gam nha. Còn những người còn lại sẽ gánh. Đóng vai trò anh cả Abak đi nha, vô vô trong thì cho PSG anh cả Abak lấy giùm thằng Hanwha nha. Không còn thua thiệt so với cả Tomo bên phía bên kia nữa. Khi mà liên tục là Tomo có dẫn trước trong khoảng chừng 400-500 vàng thì bây giờ khoảng cách đó đã bị xóa bỏ hoàn toàn và thậm chí Betty là người vươn lên dẫn trước với một con Jin giao điện vẫn đang hoạt động hết công suất của anh ta khu đường giữa từ nãy tới giờ. Để xem với một đội hình cần nhiều tài nguyên với Huy, với Varus tốc đánh thì One Tip sẽ vực dậy như nào đây. Cái vấn đề của Varus tốc đánh là cần phải kích hoạt được nội tại trong những tình huống giao tranh thì vị tướng này mới thực sự mạnh, vượt trội hơn so với xạ thủ bên phía bên kia. Nhưng thôi Gam đánh với lại và có điểm FlyQuest đầu tiên cho bên phía One Tip ở thời điểm hiện tại tôi vẫn vừa sức ở đâu cả. Đồng ý. Khi họ đang bị thiếu sát thương dồn rất nhiều và Quýt Madlen cũng mạnh nè, Madlen lấy BG vô đánh ngon nè. Sát thương của họ sẽ là quá nhỏ so với khả năng chống chịu. Còn thôi là Madlen đánh với đội Hàn Quốc là thường là đánh tốt. Từng đánh 5 ván với lại Damwon thì Madlen lấy Hanwha Esports. Chứ nó không phải là BG đã từng đẩy BG tới tận cùng, vậy thì BG lấy BG. Còn đường dưới thì sao đây? Đó. Chừa là hai thằng phương Tây cho Gam. Có quyết tâm là đẹp. Để bảo vệ công trình không đây, câu trả lời là có. Woody đang tới, bộ đá băng được quăng ra. Nhưng bây giờ là vòng xoáy tuyệt vọng và có vẻ là Quýt cũng sẽ chuẩn bị tuyệt vọng. Nhưng đó chỉ là Woody mà thôi. Achu đã làm rất tốt sử dụng chiêu cuối để clear lính, gọi là bonus thêm là Quýt vào tường và hai phát bắn từ trụ đã khiến Quýt cực kỳ thấp máu. Nhưng đây là sứ giả và bây giờ thì Tomo họ muốn đánh khi mà có cả Ayla ở đây. Chiêu cuối hụt đến từ Tomo rồi. Hả? Dịch chuyển đến đây chính như là từ Achu. Bên này thì Ayla bị trói về và Tomo bị giam cầm, bị đấm bởi Achu. Đó là điểm hạ gục tiếp theo dành cho Na. Ayla bị hất lại bởi Uti. Double kill cho Achu. Betty chỉ là người đóng góp sát thương mà thôi. Đúng là xạ thủ chim bồi, xạ thủ hỗ trợ chống vắn luôn các kiểu đến từ Betty. Game 1 25 là phút một luôn. Người chơi xạ thủ tôi muốn thấy Betty có cú double kill cho tiểu vừa rồi. Nhưng không sao cả, đây là game 5 người. Achu hên xui à, BG thì không biết được. Lui về được, bị trói, bị giữ chân. Combo vào Woody mở chiêu cuối luôn. Và sau đó thì sao đây River? Game 1 này thì ao trình quá. Không né được. Vâng. Game 2 thì hên xui không biết được, mình không biết được hai thằng này đâu. Đấy là 5 điểm hỗ trợ. Trụ hai đường giữa đã có bên phía của PSG. Họ tăng tốc độ ván đấu và One Tip chịu không nổi. 7.000 tiền chênh lệch bây giờ đại diện số. Các bạn phải nhớ là BSG hình như là hai trận trước của nó, của tụi nó
đều đánh 3 ván đúng không? Người mà bên phía của Tip không thể nào đuổi đúng không? Với cả PSG. Và bây giờ thì đại diện thứ 3 của NA. Đây là ván đấu thứ 7 của PSG ở vòng khởi động rồi. Thứ 18 làm sao bạn có thể vực dậy được? Với một đội hình mà có nếu như nó đánh 9 ván thì mình cũng không ngạc nhiên lắm. Trong khi đó bên phía bên kia thì sao? Những vị tướng cần tài nguyên thì đều đã có, đó là 3 điểm hạ gục dành cho A Trừ với một con Na. 3 điểm hạ gục dành cho Maple với một con Oriana đã là 2 món trang bị lớn rồi. Và Betty, như đã nói, giao điểm vào Đại Bác là đủ dành cho Jin. Chính xác như vậy, và tôi chưa thấy một con cá sấu nào cái hạn sử dụng của nó đến nhanh đến như vậy ở thời điểm hiện tại. Vãi, giờ này là giờ siêu đẹp và đánh từ 7 giờ tối mà em kêu lên khỏi coi. Một con cá sấu cầm phi. Đây là giờ đẹp nhất cho Việt Nam coi còn gì nữa. Đâm xuống với cái đột kích băng giá, anh ta bị giữ lại rất nhiều luôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, 25 phút, game 2. 3 game cũng được nhưng mà nhanh lên. Cái kỳ xoáy cái vậy? Tình huống bọc đầu đến từ Maple. Anh ta đang tấn công nữa, anh ta bị Tomo bắn. Bắt đầu vui tính đó, bắt đầu vui tính đó. Vào đúng là hạn sử dụng của nó đã đến rồi. Betty đã có được điểm hạ gục và Maple chặn 3 thành viên bên phía bên kia. Anh ta đang cấu gần hết cây máu của Tomo rồi. Rampage dành cho Maple 4-0. Và bên này Ayla phải tốc biến. Quýt cũng đã mất tốc biến rồi. Sẽ ui băng lên tấn công có cứu cánh nhưng cũng chẳng cứu được ai cả. Betty tiếp tục chói tiếp. Betty bây giờ đang muốn lên tiếng nhưng mà hết tầm đánh mất rồi. Và Quýt thoát về được. Trong khi đó thì Thụy Sĩ đâu trễ đâu, Thụy Sĩ cũng đánh từ lúc 7 giờ tối mà. Cướp bài đá của đối phương. Một tình huống giao tranh mấy trận cuối mà tầm trễ nhất là 2 giờ sáng thôi nhưng mà nó đánh từ 7 giờ tối là quá đẹp mà. Đến từ cú xoáy của Babel. Mấy tối muốn gì nữa? Mà PSG làm được từ trước đó đã được thiết lập rất tốt bởi một tình huống mà River sử dụng cú đột kích băng giá của mình xuống để phây chết cái bụi đó. Chung kết thế giới này là giờ đẹp nhất cho Việt Nam luôn rồi. Và LCS, hạt giống thứ 3 của LCS đang phải trả giá với những tình huống liên tục là có phần thiếu tập trung của River. Tôi cứ tưởng là PSG sẽ phải đối mặt với con quái vật mà họ tạo ra nhưng không, River có vẻ như vẫn đang nhớ tình đồng đội cũ và các thành viên của bên phía PSG. Một pha đâm đột kích băng giá xuống và không có ngày về luôn đến từ người chơi đi rừng của Hunter Thief. Thực ra là anh ta thoát. 9.000 tiền. Lăng cô tuyết chuẩn trị đến từ đại diện BCS. Ở thời điểm hiện tại, nhìn con Na cầm đồ như này là các bạn thấy không? Cảm ơn Hoàng Lâm Nguyễn nha. Và cá sấu như thế kia thì gần như là không có tác dụng. Bởi vì ở thời điểm hiện tại với cái giày bạc kia, Betty có thể thả diều con cá sấu để đến sáng mai cũng được. Nhưng rất tiếc trận đấu này sẽ không kéo dài đến mức độ như vậy. Để xem là bên phía OPCS chính xác là để PSG có thể kết thúc ván đấu này trong khoảng bao nhiêu lâu mà thôi. Lợi thế họ cầm bây giờ đang là rất lớn rồi. Đã là gần 10.000 tiền ở phút thứ 20. Và những cái lợi thế họ đang cầm anh có đọc mà. Nó đều đang được triển khai một cách cực kỳ tuyệt vời nữa. Nó vừa trả lời mà đúng không? Maple thì bắt đầu có một kỹ thuật hành vi nha. Cùng với Woody và Betty để có thể tạo ra một cánh 4 người và khiến tại mốt mình đổi là cái âm thanh báo lên thành tiếng cảm ơn luôn. Cho nó công nghiệp. Và họ đang chỉ có thể co cụm trong phần sân của mình mà thôi. Baron đã xuất hiện nhưng PSG chưa muốn, họ đang muốn lấy thêm những công trình giàn khoảng của đối phương. Tôi không biết ở trong ván thi đấu này liệu bên phía của Hunter Thief có ăn được cái bùa xanh hay cái bùa đỏ cường hóa nào không, khi mà cái bùa đỏ ở sau hai phút hai à bùa xanh ở sau phút 20 vừa rồi đã bị ăn ngay lập tức đến không phải PSG. Họ kiểm soát được hai cái bùa này. Đợt này là bên phía của Wiscan nó vẫn bị nó đỡ hơn đợt trước một tí thôi nhưng mà tại vì nó cứ bị lắc lắc á, khó theo dõi cái donate lắm. Nè lúc này nó bình thường nè, rất bình thường nữa các bạn. Còn A Trừ đang tạo một thế lực khủng khiếp ở nó đang thờ gỗ sứ nha. Dưới này nó giống như con bot đầu tiên của Blackbeard Wukong vậy. Test người chơi. Xong rồi có lúc nó sẽ hiện cái chữ lên xong nó không đọc. Và 2 tiếng sau nó mới đọc. Tiền so với từ bên phía bên kia. Đây là A Trừ chưa về mua đồ nhá. Anh ta về mua đồ rồi. Đã là 2 món trang bị lớn. Đây, lịch thi đấu các bạn vô đây. Nhỏ của trang bị kháng phép nữa. Người ta cũng đang rất tôn trọng đối phương với một con Huey bên phía bên kia. Những sát thương cũng sẽ là có với đúp lửa đen nếu như giao tranh kéo dài. Thì để xem bên phía PSG sẽ xử lý như nào đây. Tiếp tục A Trừ đầy lẻ mà thôi, không có gì khó khăn cả. Thì bất kỳ kết quả nào hơn so với năm trước, năm trước chúng ta thắng được một trận thì đều là bước tiến mà. Vâng, bây giờ thì bên phía của One Tip đã bị cướp. Tôi không hiểu tại sao mà cái tên nó lại vận vào người đến như vậy. Bây giờ họ không có được cái gì cả. Bùa đây nha. Bùa đỏ đều đã bị cướp. Lỡ lời eSports. Đây. Lịch thi đấu đang đợi bốc thăm để rất cập nhật. May mắn nhẹ cho bên phía One Tip là đội hình của PSG không phải là đội hình ăn Baron quá nhanh. Bởi vì chỉ có một con Jin mà thôi. Xạ thủ của họ là xạ thủ bắn 4 viên một lần nên không thể nào mà ăn Baron nhanh được. Đó là cái níu kéo duy nhất cho bên phía One Tip ở thời điểm hiện tại. Nhưng PSG họ biết cách làm thế nào để bóp nghẹt đối thủ. Lính nhưng mà hết vòng khởi động chưa có Benta kill anh em. Không có cửa gì nữa rồi. Không đi ra được và chỉ có hai người được. Hết vòng khởi động chưa có Benta kill nào. Những người biết cầm của mình là hai Benta kill. Không có gì cả.
không có gì luôn đấy chứ. Cứ đứng trong rừng và thay nhau phá mắt như thế này thì lấy đâu ra kinh nghiệm và tiền để có thể dồn những người còn lại. Cảm ơn Hữu Phong nha, mọi người xin bộ. Ăn được luôn. Và Achu đến nữa, Achu đến thì sát thương sẽ nhanh hơn rất nhiều khi mà Na có sát thương phần trăm máu. Có hay không có vẫn lụm thôi mà. Na của Achu đang ở đường giữa này. Rồi. Quá đẹp. Xoáy được luôn và Tomo ở lại. Tomo né được chiêu cuối của Jin. Nhưng sau đó thì Maple vẫn đang đứng ở đây. Và Achu đã lấy lấp được 3 người vào tường, giam cầm được 2 người. Betty có được thêm điểm mạ gục. Bên phía kia Quid vô vọng rồi, ta không làm được gì cả trước Alista. Và Achu làm choáng được Quid. Và sau đó điểm mạ gục dành cho Maple. Một pha quét gần sạch và Sniper trận lính. Wow, anh ta vẫn đóng một vai trò, đấy là đẩy lính mà thôi. Tàng hình trong ván thi đấu này, một con cá sấu like Evelyn. Clean dữ ha. Mà đáng lẽ ra bên phía One Tip hy sinh rất ván nhiều. Ván 1 BG đánh clean ác luôn đó. Quá chậm vào thời điểm hiện tại. Từ xử lý đổi đó đường cho tới lăng cầu tuyết. Không thể nào đòi hỏi nhiều hơn đến từ Sniper nữa khi mà những thành viên còn lại đến từ One Tip. Mới chết đúng một mạng. Hoàn toàn đến từ PSG. Và không thể trách họ được khi mà đầu game PSG xử lý quá tốt từ những pha đẩy đường, những cái pha đảo đường đầu tiên thôi. PSG đã cho thấy cái sự trên cơ về mặt macro so với One Tip rồi. Và những cái lợi thế nhỏ đó, PSG Snowball thành một quả bóng tuyết cực kỳ lớn. Bây giờ họ đang làm chủ ván đấu hoàn toàn mà thôi. Những chất tướng đánh đầu game đang bị bẻ gãy hoàn toàn đến từ One Tip. Và Tomo phá mắt. Sau đó thì phá đi luôn niềm hy vọng của One Tip ở trong ván đấu này rồi. Anh ta đã sử dụng. Cảm ơn bạn vô tên nha. Để check tầm nhìn. Bây giờ nói chung là tỷ lệ 50-50 game chỉ cần ra hai thằng phương Tây là ngon, Fly hay là Joy Sport cũng được. Sau đó là một pha mà Achu đã làm rất tốt để dẫn người đồng đội. Mình thì mình nghĩ là Fly là thằng mềm nhất. Làm choáng xuyên qua tường ở trận đấu vừa rồi đã giúp cho Maple có được thêm điểm mạ gục trong ván thi đấu này. Một ván mà chạy rau 1 không được trùng khu vực, còn từ sau rau 1 thì trùng khu vực được hết. Anh ta đang là 4-0. Các bạn như nhớ tên nha. Hiện tại rất khó được thể đuổi kịp 7 điểm mạ gục của Maple. Không vấn đề gì cả, tôi nghĩ rằng Betty hoàn toàn hài lòng mà thôi. Chỉ cần là PSG thắng. Bởi vì ở trong chuỗi thời gian năm ngoái thì PSG không được vòng khởi hậu. Giang cầm được qua tường. Lôi ra ngoài luôn chứ. Đánh con bò cạp này. Thế mà hôm bữa cứ lũi với con bò. Nhường được. Thực ra cái cứu cánh vừa rồi của nhìn bữa tưởng đâu không biết đánh bò cạp đó chứ. Nhường cho Betty mà thôi. Nhưng bây giờ phút 25 của ván đấu họ lao vào hất được Sniper ra. Đó là một cú đẩy tương đối tốt của Junja. Bên này thì Maple cộng cả Betty đang đi vào. Woody còn chưa cuối, đang liệu có muốn chống cự sát thương từ hai. Ông mà hello nha. Không. Nếu theo tôi nghĩ thì PSG hoàn toàn có thể cố. Là thằng Sniper, Sniper tuyên bố là bị loại giải nghệ ha. Và có thể kết thúc ván đấu luôn. Nhưng bây giờ, đấy, bây giờ lấy được cái móng vuốt Serac của Sniper rồi. Họ sẽ cố gắng phá trụ. Nếu có thể ra giải hất được hai người trong đó có. Đó là Tomo. Tomo có cứu cánh không bắn được ai cả. Bên này cú xoáy 3 người của Maple. Hồ nó clean cả các bạn. Và nó là sân khấu tạm biệt bên phía One Team. Ở ván đấu đầu tiên, PSG Ta Long sẽ dẫn trước 1-0. Vâng Trung nha. Không có gì để nói về ván thi đây chính nữa. Là PSG mà chúng ta biết. Áo macro hoàn toàn đến từ PSG mà thôi. Đánh cái vòng khởi động nó phải như này. Ngay từ đầu trận để cho chả hiểu sao phải đánh tới cái trận cuối này. Tìm ra những cơ hội lật kèo trong ván thi đấu này. Và ở ngay trong tình huống giao tranh ở sâu 2 rồi là sứ giả. Một mạng chết đúng một mạng. Tướng kiểu sắp ra đợt nữa. Không có một cơ hội nào cả dành cho nguyên thủy Hunter Thief. Một trận đấu sửa mắt theo đúng nghĩa sau khi mà chúng ta chứng kiến một gọi là fiesta, một cái lễ hội đến từ hai đội tuyển trước đây.